Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì nãy giờ mình có đứng đây và mình chờ mấy cái shifter. Mấy cái này nó sàng lọc cát đó các bạn à. Đây. Chúng ta sàng được rất là nhiều đồ luôn. Nhưng mà nó vẫn chưa có cái Dominican Emperor. Nó chưa có thứ mà mình cần. Trời ơi, khá là đáng buồn luôn. Ở đây mình đang cho nó sàng sỏi ra luôn nha các bạn. Đó, các sỏi đều được cả, đất cũng được luôn. Rồi, thì tập hôm nay chúng ta sẽ tiến hành hồi sinh một em khủng long dưới nước nữa. Đó chính là em Plesiosaurus nha các bạn. Plesiosaurus. Chúng ta có cả thể là 7 cái DNA luôn nè. Rồi, mình sẽ cho nó hết vào mấy cái conservat nha các bạn. Cho nó vào thùng cấy liền. Ok, để mình ra múc thêm sữa cái đã. Trời ơi, tôi thiếu sữa hả? Múc thêm liền. Vô trong đây. Tiếp tục cho nó vào thùng cấy luôn nha các bạn. Rồi, còn 5 cái DNA nữa. Cho hết vào. Tiếp tục bên này nữa. Bên đây nó có sữa sẵn rồi nè. Cũng khá là tốt ha. Rồi, để mình cất hai cái bình sữa đi. Cất vào hết. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài kia và xây cái hồ cho con Plesiosaur nó tung tăng bơi lội nha các bạn. Đây, trước tiên để mình giới thiệu cho các bạn một xíu. Mình có xây một cái lối đi. Ở chỗ mấy con Lyo Pleurodon nè. Chúng ta có thể đi xuống dưới và ngắm nhìn tụi nó được. Còn bên đây là mấy em Mosasaurus. Trời, mấy con này thì nó khá là lười biếng luôn. Ăn rồi cứ nằm ở dưới đó thôi. Đây, chúng ta sẽ đi xuống bằng cái đường này nha các bạn. Đó, hấp dẫn. Đây. Để mình qua bên kia mình coi thử. Mấy con Lyoplerodon trong những tập trước nè các bạn nè. Nó là lớn tới chừng này rồi nè. Wow. Và nhìn màu nó khá là đẹp hả các bạn ha. Wow. Rất là đẹp luôn. Nó xây cái lối đi bằng gỗ bách dương. Cũng như là mình ốp glowstone sẵn rồi. Cho bọn quái nó khỏi xuất hiện. Trời ơi. Quá tuyệt vời luôn. Còn bây giờ để mình qua bên đây và mình sẽ tiến hành xây luôn cái chuồng cũng như là cái lối đi. Quên, cái hồ bơi chứ, cũng như là cái lối đi cho bọn Plesiosaurus nha các bạn. Xuống đây chúng ta có thể coi được Mosasaurus nè. Đó, rất là thuận tiện luôn. Đó, nó liên thông với nhau nha các bạn. Ok, thì đầu tiên mình sẽ tiến hành đặt mấy cái reinforced glass trước đã. Mình xây cái hồ này nó sâu 5 ô nha các bạn. Sâu tầm 5 ô là được rồi. Ok. Còn cái hồ của Lyoplerodon á, mấy con hồi nãy á thì nó sâu 6 ô các bạn ạ. Tại vì loài này là loài nhỏ hơn mà. Ok, trước tiên thì mình sẽ tiến hành đào đất ra cái đã. Tiến hành đào đất ra thôi anh em ơi. Trời ơi. Chúng ta đào túc bên kia luôn. Thì cái hồ này nó cũng có cái diện tích là 50 nhân 50 ô nha các bạn. Khá là rộng luôn. Hai cái hồ nó ngang nhau đó. Rồi, chúng ta sẽ đào. Đào ở đây. Rồi. Thì đầu tiên mình sẽ tiến hành lắp cái sàn bằng đen sen trước nha các bạn. Mà trước tiên thì mình phải cần ốp một cái lớp, đó chính là lớp đất để cho mấy cái cát dày đặc nó không bị rớt xuống. Ok, mình sẽ làm nhanh luôn nha các bạn ơi.
Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành cái hồ cho bọn Plesiosaurus rồi. Đó, và đây, đây là mấy cái túi của tụi nó nè các bạn. Đó, chúng ta có 7 cái túi luôn, quá hấp dẫn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành công việc quan trọng trong tập ngày hôm nay, đó chính là hồi sinh bọn nó luôn các bạn. Đó, quá tuyệt vời luôn. Ok, đi xuống đây và hồi sinh nó luôn nha các bạn. Mình sẽ đi ra ngoài giữa hồ và hồi sinh nè. Có rất là nhiều máy thổi bong bóng cũng như là mấy cái quả banh ở dưới đây để cho bọn nó có thể tung tăng chơi đùa với nhau. Ok, mình sẽ cho từng con ra nha. Em đầu tiên, đây là những em khủng long của Nobita này nè các bạn à. 7 em khủng long của Nobita, bé bé của Nobita đó các bạn ơi. Trời ơi. Và cái phiên bản này các bạn nhìn nó khác với những phiên bản trước mình chơi thấy không? Để mình xuống mình kiểm tra cái đã. Đây là một con cái các bạn ơi. Và chúng ta sẽ cho nó uống cái Essence of Chicken. Nước cốt gà nha các bạn. Mấy con này thì nó có tác dụng với nước cốt gà. Để mình lấy không khí cái đã. Mém tí là tụi bị ngợp thở dưới đó rồi đó. Rồi, cho uống tiếp. À không được nữa rồi, để mình coi nó bao nhiêu ngày. 7 tuổi là chúng ta được cái độ tuổi tối đa của nó rồi các bạn à. Ôi ôi. Và con này thì nó hoạt động cả ngày và đêm luôn. Chúng ta có thể điều khiển nó bằng ốc anh Vũ nha các bạn. Cái vỏ ốc anh Vũ đó. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Bên đây là cũng là một cái con cái nữa nè. Trời ơi, mình sẽ cho nó lớn nhanh luôn. Nói chung là có Essence of Chicken là được rồi. Ok. À, lấy không khí cái đã. Mém tí là ngập thở tôi rồi. Đó. Rồi, nó đã maximum rồi các bạn ơi. Đó, Plesiosaurus. Ôi ôi. Đúng là nhìn cái phiên bản này nó khác thật sự các bạn à. Cái cổ nó mình cảm thấy như là nó bớt dài ra. Và nó khá là giống mấy con rùa các bạn à. Khá là giống. Ok, để mình kiếm một cái con đực cái nào. Đây các bạn ơi, một con đực nữa nè. Trời ơi, chúng ta sẽ cho nó lên cái kích thước tối đa luôn nha các bạn. Đó. Ây da. Ngợp thở tôi chết. Đó là maximum rồi các bạn ơi. Wow. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Plesiosaurus. Mình sẽ kiếm một con đực nữa cho nó đủ bộ luôn nha các bạn. Ây da. Con đực, con này phải con đực hay không? À, con đực nữa các bạn, hên quá. Và chúng ta đủ cái số con đực và số con cái rồi. Như vậy là quá ổn luôn. Wow. Con này thì nó quay bảy cái đầu rồi các bạn à. Ok, maximum rồi các bạn à. Chúng ta được 4 con với kích thước maximum rồi. Cái bây giờ mình sẽ cho nó lên max luôn đi. Đó, tất cả 7 con luôn đi cho nó tiện các bạn ơi. Đây, cho con này lên max luôn đi. Cực kỳ hấp dẫn. Wow, nó có mấy cái sọc ở trên lưng kìa bạn à. Trời ơi, nhìn khá là giống cái sọc vàng của hổ ha. Ok, và tiếp theo là em này nha. Đó, à quên mất, trời ơi. Tôi không có đủ cá rồi. Thôi, phải cho nó maximum cái thước đỡ các bạn à. Và chúng ta còn một con Plesiosaurus nữa ở bên đây. Đó, con thứ 7 đâu rồi? Con thứ 7 đây rồi các bạn ơi. Đó, cho nó lên maximum luôn nha. Wow, sao cái bọn này nó không chịu bơi lội như cái bọn Lyoplerodon ta. Chúng ta vẫn không thể dùng mấy cái cây whip để mà cởi được. Có thể là nó cũng khá là nhỏ các bạn à. Ok. Sao vậy, bọn này nó toàn nằm một chỗ không vậy? Không có chịu bơi lội gì hết à. Tính ra thì con Lyoplerodon mới nãy á, nó chịu bơi lội hơn bọn này các bạn ơi. Căng thật sự luôn. Đây, ở đây chúng ta có một cái hành lang các bạn ơi. Mình có thể đi vào được nè. Đi vào trong đây và ngắm nhìn nó được. Ok, tê lơ bọt vào trong đây cái đã. Đó, có thể ngắm nhìn nó từ xa được nha các bạn. Ok, thì mình sẽ đưa cho các bạn một vài thông tin về em này nha. We'll be right back.
Đó là một vài cái thông tin về em Plesiosaurus nha các bạn. Đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi qua bên đây và coi mấy em Lyopleuron nào. Trời ơi. Cái màu xanh nó ống lên rất là đẹp các bạn à. Đây là cái thước bự kinh khủng luôn nè. Ôi ôi. Bọn này thì nó không có nằm lì như mấy cái bọn kia. Đó, rất là năng động luôn các bạn ơi. Đó, phải như vậy chứ. Như vậy du khách người ta mới khoái nha. Làm tốt lắm mấy đứa ơi. Ok. Rồi để mình đi qua bên này mình coi thử mấy em Mosasaurus các bạn à. Đó, phải đi thăm tụi nó liên tục các bạn ơi. Không là không được. Đó, có cái lối đi nè. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, Mosasaurus. Đó, bọn này quá lười biếng luôn. Ăn rồi cứ nằm thôi. Trời ơi. À, và để mình cho các bạn coi cái vỏ ốc nha các bạn. Đây là cái empty shell. Đó, nó là cái này nè các bạn nè. Đây là vỏ ốc anh Vũ. Chúng ta có thể có cái vỏ này khi mà giết một cái con ốc anh Vũ nha. Nói cách khác là mình phải hồi sinh nó trước và mình mới giết nó. Trời ơi, phải trải qua nhiều giai đoạn. Căng thật sự luôn. Ok. Thì với cái vỏ ốc anh Vũ đó chúng ta có thể điều khiển mấy con Plesiosaur được. Như là cho nó đứng yên, cho nó theo mình, hoặc là cho nó di chuyển thoải mái nha. Thì có lẽ là video đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay mình đã hồi sinh xong 7 em Plesiosaurus. Những em này là khủng long của Nobita nha các bạn. Đó. Nó là một loài đó. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.